lâu quá không gặp bà cô thấy cô có già đâu, lên 7 tuổi rồi. Trời ơi, cô lớn hơn mẹ con ha. Đâu có cả tuổi. Trời lớn hơn mẹ con nhiều luôn. Mẹ con mới có 64 chứ nhiều. Dưa con đầy đủ luôn ha. Trời, bà nghĩ bà mua bán không cho bán cho mấy cái cặn. Từ ngày không mua cho bán cho con trai luôn. Trời, xe của ai vậy? Không, hai con thun này của chú nha. Giao hàng qua Mỹ, giao hàng qua Mỹ. Mới về, ở bên bệnh mới về thôi, không có tèo một lần. À, cô đó bên Mỹ mới về hả? À. Qua nó buồn á. Bên mà bên Mỹ về thèm bánh bèo một lọc. Hai hộp, một hộp hai chục, hai hộp 35. Mại vô. À. Cô giỏi hả, bên Mỹ về đây buôn bán luôn hả? Ủa hả? À. Em quay phim cô kìa, cô ở bên Mỹ mới về, cô có bánh bèo kìa. Ủa? Cô ở bên Mỹ về hả? 12 năm mới rồi. Hai năm. À. Đi chơi thôi. À, đi chơi thôi ha. Ừ. Dạ. Chơi đông hàng gì nữa đâu, qua đó vui. Dạ. À, bên đó là cô qua bển cô chơi mấy năm? Gì? Qua bển cô ở lâu không? Đi 3 tháng thôi. 3 tháng, dạ. Nhưng mà ở nó dịch, ở lại gần 2 năm. À, dạ, dịch có ở lại 2 năm luôn. Dạ. Dạ. Có cô ăn không hàng á. Đây à, bán như tôm tươi. À. Lâu lâu qua. Giờ lên trển ha. Nán đợi bà đó. À. À. Chị này con dâu nuôi rồi bà đâu đi chợ. Sắp hết rồi. Bán cho chị trước rồi. À. Chờ đuổi mà. Ừ. Đủ thứ. Lợi ha, tiện tiện và lợi. Hôm nay cô ăn luôn, cô chan nó bấm luôn, hay tí mới ăn, ăn luôn hả? Mỗi cân được lên YouTube chợ Bùi Thái luôn, chợ Bùi Thái YouTube. Dạ nổi tiếng luôn á cô. Dạ bánh này nổi tiếng trên mạng luôn. Cô đè cũng mới có người quay video cô nè. Cô nè đang nói anh nè, anh hay quay YouTube nè. Ăn luôn hả cô Hiệp? Cái đó là tóp mỡ phải không? Chưa cô được cái ca ớt. Nhìn ngon, nhìn ngon ghê không? Ngon ghê cô chú anh chị. Có 15 ca thôi. Có 15 ca thôi đó. Không mở được phụ ớt luôn rồi. Lấy này đi. Chú nó mở nha. Con mở phụ ớt được, hôm nay tay con nó nhớt quá rồi mở không được. À đúng rồi. Bánh bèo bột lọc mình vô trong cho nó rõ. Trời nghỉ mấy tháng luôn á hả, và bữa nay nghỉ ra làm ngon quá ha. Ừ, y vậy luôn ha.
tay nghề quá tuyệt vời. Bà có theo hơi mày hỏi đi à, tao vô đó xin ớt bỏ máu bằng đường. Khai trương bữa nào? Trương à, bán hơn tuần rồi hả? Ờ, bán hơn tuần mà ông đâu á. À, tôi đang bận Hồng Loan, Vũ Linh đồ. Trời ơi, tôi thấy ông đăng lên, tôi không biết tôi mặc tình. Không hiểu hả? Không hiểu là cái gì? Tại ít quan, ít theo dõi cái drama đó đúng không? Cái đó là cái gì vậy? Cái đó là tranh giành tài sản. Vậy cuối cùng ông có con không? Có, Hồng Loan là con gái Vũ Linh đó. Vậy cùng là cái con mà đeo tang là con gái của ông luôn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy mà là con gái nuôi. Con gái ruột. Mấy người đó giống như vậy. Đúng rồi. Người ta phải kính. Ông có đi lên nghĩa trang hết rồi. Hết hành hả? Hành bán chạy quá hả? Phải không? Cái đường nó ồ vàng ồ vơ, nó đổ cái hụ hành với nước mắm tung vậy. À. Ở cái đường cái gì mà nó ghê. À. Chỉ có 15k, 20k một hộp. À, sau một thời gian nghỉ mấy tháng hả? Hai hộp. Thời gian nghỉ mấy tháng nay trở lại. Tại người ta gấp á. Không, ông này có tính ổng vậy á, bán ngày chủ nhật hay ngày nào thì ông tới là phải có liền cho ông. À. Không có là ông đến có đợi ông muốn ông chửi. À. Đàn ông mà. Mông xin phép tỷ nè, quay phim nè. Ngon quá. Nó bay vô mông nè. Dạ. Ngon quá. Quá tuyệt vời. Mở bán rẻ, vừa rẻ vừa ngon. Một hộp 20k. Cái đó là ớt gì? Ớt xào hả? Y như sa tế phải không? Sa tế đó. Là sa tế đúng không? Dạ thưa với cô chú anh chị, vẫn là bánh bèo, bánh bột lọc của cô Hoa Thủy nha. À. Có nhiều người ta ăn mặn nhiều nước mắm ha. Tới trưa luôn, mưa khoảng mấy hộp à? Con bầu nó có bán đây đâu, con chồng nó đắp mền qua anh kia, ba chị em ngồi nói chuyện. À hôm qua mưa hả? Mưa, ngày nào cũng mưa. Mưa sớm đúng không? À giao hàng tận nơi luôn nha. À, đây thì dạ vẫn giao hàng tận nơi. Bò riêng, dạ bò riêng.
đúng rồi, phải phải phải. Ông, em nói là có một mình ông con trai là ông thấu nhất trong trong cái đám mà em bé cái đám lụt lụt. Ông có ngày nghỉ mà ông cùng thối nữa. Đang quan. Nghe qua ông dặn cái là quần là có liền rồi ông đi luôn. Đang quan nhất trong cái đám lộn xộn đúng không? Hai vợ chồng ông hay chạy chương trình gì làm công ty mà chạy chương trình gì làm những lúc đầu thối. Này à, theo kiểu bà ba chiếc nón bài thơ đây là bánh bột lọc bánh bèo bánh bột lọc nổi tiếng nhất ở Đồng Nai. Dở cái nón ra cho cái chụp chụp cái tấm hình làm hình thumbnail coi. Ôi đi cha, em mới đẻ bạn rốt. Rồi mai mốt tôi làm đẹp tốt 3 tháng. Tốt hả? Rồi mai mốt 3 tháng 10 ngày tôi tốt. Chồng bà tốt lại bà đúng không? Không. Bà đi tốt luôn. Dạo này con đang ở trong trường nên chưa có đi làm đẹp. Quá trời ngon nha cô chú chị. Rồi thì hôm nay thì mình cũng lâu lắm rồi mình mới ra lại ngồi Tâm Hiệp thì mình cũng review bánh bột lọc cô Thị để gửi đến cô chú anh chị nha.